Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Tóc Tiên tiết lộ dự định đón Tết đặc biệt đầu tiên cùng Hoàng Tulliver từ khi về chung nhà. Bén duyên từ sau khi làm việc cùng nhau tại chương trình The Remix 2015, Tóc Tiên Hoàng Tulliver liên tục được người hâm mộ đẩy thuyền bởi ngoại hình và sự ăn ý trong âm nhạc. Dù tình trong như đã, mặt ngoài còn e, Tóc Tiên Hoàng Tulliver vẫn giữ tâm thế như những người bạn thân thiết khi xuất hiện trước công chúng. Đến tận cuối năm 2019, họ mới công khai tình cảm và đi đến cái kết đẹp là một đám cưới giản dị. Hiếm khi công khai thể hiện, nhưng tình cảm mặn nồng của vợ chồng nữ ca sĩ vẫn khiến bao người ngưỡng mộ. Yêu nhau trong bí mật, cũng như sau khi kết hôn, cả hai tiếp tục duy trì cuộc sống kín đáo. Sinh sống nhiều năm ở nước ngoài và đã về nước được hơn 5 năm, nhưng mới đây nữ ca sĩ Tóc Tiên cho biết, Tết 2021 sẽ là cái Tết đầu tiên của cô ở Sài Gòn. Theo tiết lộ từ người đẹp đã 12 năm mới, đón năm mới ở thành phố mang tên Bác. Những năm vừa qua, đa phần cô đón Tết ở nước ngoài hoặc ra Hà Nội, quê của ông xã Hoàng Tulliver. Đặc biệt, Tết 2021 cũng là năm đầu tiên Tóc Tiên trở thành vợ đảm sau khi về chung nhà với Hoàng Tulliver. Cô viết, sau 12 năm mình sẽ được đón Tết 2021 ở Sài Gòn thương yêu. Cũng là năm đầu tiên ra dáng trang trí nhà cửa, mua hoa, nấu nướng, bày mức Tết. Dịch mà, ở nhà vẫn vui. Tóc Tiên tiết lộ vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên chủ yếu sẽ ăn Tết ở nhà riêng. Đặc biệt nữ ca sĩ đảm đang khi mua đồ trang hoàng cho nhà cửa. Sau khi chính thức về chung nhà, cả hai tận hưởng cuộc sống gia đình bình yên, tránh xa thị phi. Họ không nói về nhau, không chia sẻ hình ảnh chụp chung trên trang cá nhân và cũng hạn chế đăng tải về nửa kia. Dù không còn giữ bí mật quá kín kẽ như trước, nhưng vợ chồng Tóc Tiên vẫn hiếm khi công khai hình ảnh, thể hiện tình cảm cuồng nhiệt như các cặp đôi khác trong showbiz Việt. Tuy nhiên, Tóc Tiên cùng ông xã vẫn có những cách thể hiện tình cảm vừa độc lạ, vừa đáng yêu trên mạng xã hội, để mỗi khi cho đối phương lên sóng, họ đều khiến cộng đồng mạng phát sốt. Không lãng mạn ngôn tình, Tóc Tiên Hoàng Tulliver sau một năm kết hôn vẫn khiến mọi người ngưỡng mộ nhờ sự chân thành trong tình yêu. Bên cạnh nhau, họ thăng hoa trong âm nhạc lẫn tình yêu. Hiện tại, Tóc Tiên và ông xã đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp, có tổ ấm bình yên, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.